5 bài học quý giá bạn có thể học được từ chiến lược marketing của Netflix. Netflix đang là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và là đơn vị sở hữu hàng trăm triệu người dùng. Để có được thành công này, chắc một phần không nhỏ đến từ các chiến lược marketing đúng đắn. Hãy tìm hiểu 5 chiến lược marketing đỉnh cao từ Netflix để có thêm những ý tưởng cho doanh nghiệp của mình nhé. Đầu tiên là sự tăng trưởng ấn tượng của Netflix. Có lẽ có rất ít doanh nghiệp trên thế giới có thể phát triển như Netflix. Bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là hàng hiệu, bạn là đỉnh, bạn là 10 điểm. Từ một dịch vụ cho thuê đĩa DVD theo kiểu truyền thống, Netflix đã phát triển thành nền tảng streaming trực tuyến lớn nhất thế giới. Để có được thành công đó, các chiến lược marketing của họ chắc chắn sẽ có những sự khác biệt và là một bài học tuyệt vời cho các doanh nghiệp đang nỗ lực vươn tới thành công. Theo báo cáo, doanh thu của Netflix đã tăng 183% từ năm 2016 đến năm 2020 và đạt gần 25 tỷ đô la vào cuối năm 2020. Sự tăng trưởng này cũng xảy đến với số lượng người đăng ký sử dụng Netflix. Đến năm 2020, đã có hơn 200 triệu người đăng ký sử dụng trả phí trên nền tảng này. Đây là một con số ấn tượng và vượt xa so với nhà cung cấp dịch vụ streaming trực tuyến nào khác trên thị trường. Đó là một số những cột mốc tăng trưởng vượt bậc và sẽ không có bí mật khi mỗi doanh nhân đều hình dung như nhau cho các doanh nghiệp của họ. Thật trùng hợp, tôi là trợ lý giám đốc marketing tại Grubhub, một công cụ quản lý dự án được các nhóm tại Netflix sử dụng. Tôi đã quan sát các chiến lược marketing của Netflix trong một thời gian dài và muốn chia sẻ cách để các doanh nghiệp có thể lấy cảm hứng và phát triển cho riêng mình. Chúng tôi đã kết hợp các nguyên tắc sau để cho phép Grubhub mở rộng quy mô từ 300 nhóm vào năm 2012 lên hơn 85.000 nhóm cá nhân và công ty sử dụng vào cuối năm 2020. Hãy cùng theo dõi những chiến lược marketing đỉnh cao của Netflix mà bạn nên học hỏi. 1. Tự sản xuất nội dung. Fine. I'll do it myself. Một phần thành công của Netflix ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ từ các chuỗi nội dung mang tên Netflix Originals. Bộ phim đình đám House of Cards hay Scorsese The Irishman đã giành được 10 đề cử Oscar, tất cả đều là sản phẩm của riêng Netflix. Netflix đã sớm hiểu rằng nếu chỉ chiếu phim chất lượng HD sẽ không duy trì được hoạt động kinh doanh của họ. Họ cần một lợi thế rõ ràng hơn để cạnh tranh sòng phẳng trong ngành công nghiệp OTT. Điều này dẫn đến việc họ bắt đầu tự tiến hành sản xuất nội dung và Lilyhammer là series đầu tiên của Netflix đã ra đời vào năm 2021. Mặc dù Lilyhammer đã bị hủy bỏ, nhưng series House of Cards đã ra mắt vào năm sau. Đó là một cú hích mang tính đột phá. Rõ ràng, các chương trình đã chứng tỏ Netflix có thể phát triển thành một công ty sản xuất toàn diện thay vì một dịch vụ vi, theo yêu cầu đơn thuần. Sản xuất những tác phẩm của mình đã giúp Netflix như thế nào? Trước khi đi giải đáp vấn đề này, chúng ta hãy đi đến với câu hỏi nhanh đó là sản phẩm cốt lõi của Netflix là gì, là các chương trình hay nền tảng phát trực tuyến? Câu trả lời là đó là cả hai. Mọi người theo dõi Netflix để có trải nghiệm giải trí tuyệt vời, nhưng nếu Netflix không có bộ sưu tập nội dung có chất lượng tương đương thì nền tảng này đơn giản là đã lỗi thời. Điều đó đã xảy ra với một nền tảng OTT khác, Xbox Entertainment Studios. Do đó, Netflix hiện đang tự sản xuất nội dung cho riêng họ để giúp tạo sự tương tác trên nền tảng. Các chương trình và phim được xem nhiều nhất của Netflix đều là Netflix Originals. Tạo nội dung độc quyền khuyến khích người dùng đăng ký, giữ chân người dùng tích cực với nguồn cung cấp nội dung mới liên tục. 13 chương trình mới được xếp hàng cho tháng 4 năm 2021. Xây dựng uy tín nội dung, 35 tựa Netflix đã được đề cử cho giải Oscar 2021. Bài học rút ra. Trụ cột kinh doanh của Netflix là một bài học nghiêm túc về content marketing. Chúng ta đã biết rằng, các nội dung tùy chọn được phát triển với mục đích thúc đẩy mức độ tương tác của người dùng có ảnh hưởng đến 61% khách hàng. Hơn nữa, theo báo cáo của Demand Matrix, content marketing có chi phí thấp hơn 62% so với marketing truyền thống và tạo ra số lượng khách hàng tiềm năng cao hơn khoảng 3 lần. Nó đặt ra câu hỏi, làm thế nào bạn có thể đưa các chiến lược marketing của Netflix vào kế hoạch chuyển đổi người dùng của mình? Câu trả lời nằm ở sự thăm dò, khảo sát. Ngày nay, có một số hình thức nội dung mà một doanh nghiệp B2B hoặc B2C có thể nghiên cứu sâu hơn, mỗi hình thức có một mục tiêu riêng. Ý tưởng tạo tự sản xuất nội dung của Netflix có thể được doanh nghiệp của bạn nhân rộng theo nhiều cách. Đó là tất cả về việc hiểu thị trường ngách của bạn, loại vấn đề bạn có thể giải quyết cho khán giả của mình và tạo hướng dẫn, bài viết, blog, vân vân. Giống nhau, mục tiêu là làm cho nội dung trở thành lý do để người dùng chú ý đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 2. Data-driven marketing. Bạn có thể đã nghe nói rằng Netflix thu thập dữ liệu người dùng để đưa ra các sự gợi ý mà khách hàng có khả năng xem được nhiều hơn. Nhưng câu chuyện về vấn đề này cần được giải quyết sâu hơn chứ không chỉ một sớm một chiều.
Bản chất Netflix là một tổ chức phụ thuộc chủ yếu dựa vào dữ liệu. Trong bài đăng trên blog, Neil Patel giải thích cách Netflix thu thập và một số thống kê về mỗi vi trên nền tảng của mình như sau. Ví dụ, Netflix biết vị trí của người dùng, các khoảnh khắc trong chương trình mà người dùng tua đi nhanh và hành vi lướt trên giao diện. Những dữ liệu này giúp họ phân biệt mức độ tương tác và thành công của một chương trình so với các chương trình khác. Vậy Data Driven Marketing đã hỗ trợ Netflix như thế nào? Bạn sẽ đồng ý rằng hầu hết các nỗ lực marketing hiện nay sẽ đều dựa trên dữ liệu. Có vẻ như Netflix không phải là hãng đầu tiên làm như vậy, nhưng những gì họ đang làm là đi trước một bước. Họ không chỉ tìm kiếm chương trình nào nhận được nhiều lượt xem hơn mà họ còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI để khám phá các khía cạnh mới về hành vi của người dùng, để đưa ra các quyết định chiến lược marketing. Trong bài đăng trên blog của mình, Neil đề cập đến một ví dụ, Netflix phát hiện ra mối tương quan giữa thời gian xem của từng người dùng và xác suất hủy đăng ký. Chính xác hơn thì đối với những người xem Netflix ít hơn 15 giờ trong một tháng sẽ có khả năng hủy tài khoản. Đây là một con số giả định. Do đó, Netflix có thể tìm ra những gì cho thấy những người dùng có thời gian xem thấp sẽ bị thu hút và bắt đầu tập trung phát triển lại tệp khách hàng này. Điều này có thể được thực hiện bằng email marketing, thông báo trong ứng dụng hoặc lời nhắc chương trình yêu thích. Tất cả đều được thiết kế để tăng mức độ tương tác lại của người dùng trên nền tảng. Bằng cách này, Netflix đang giảm xác suất mất người dùng trả phí. Việc xử lý dữ liệu phức tạp cần thiết để thực hiện điều này đã được giải quyết bởi các thuật toán AI và ML. Bài học rút ra, Netflix đang tăng lợi nhuận bằng cách xem xét dữ liệu của mình một cách nghiêm túc. Doanh nghiệp của bạn cũng có thể làm điều tương tự bằng cách thiết lập văn hóa dữ liệu mạnh mẽ. Khi bạn ngồi xuống để soạn thảo kế hoạch trong tháng, hãy đảm bảo rằng qua của bạn được hỗ trợ bởi số liệu thống kê. Tìm ra các vấn đề của người dùng và thiết kế các chiến dịch giải quyết chúng. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần đào tạo nhân viên của mình các kỹ năng về dữ liệu. Bởi vì cho đến khi bạn không hiểu khách hàng và sự tương tác của họ với sản phẩm của bạn, bạn sẽ không thể marketing sản phẩm tốt. Phần tiếp theo sẽ được ra mắt vào ngày mai, các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé!